Đúng 6 giờ sáng nay, nghi lễ thượng cờ rủ bắt đầu lễ quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tiến hành trang trọng tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Khác với mọi hôm, lá quốc kỳ hôm nay có thêm giải băng tang, có kích thước bằng 1 phần 10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ kéo lên đến 2 phần 3 chiều cao của cột cờ. Đặc biệt tối nay sẽ không có nghi lễ hạ cờ như thông lệ, mà lá cờ rủ này sẽ được treo trong suốt hai ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7. Trong sáng ngày 25 tháng 7, lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực phía Nam đã diễn ra tại hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi sáng ngày 25 tháng 7, đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các tỉnh thành, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân phía Nam đã đến viếng dân hoa, dân hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội trường thống nhất quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội tới viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với các đoàn lãnh đạo, đại biểu, nhiều người dân cũng xếp hàng từ sớm để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong sổ tang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn lao đối với Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, một mất mát không gì bù đắp được với gia đình, người thân. Chúng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh một con người vô cùng giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường, một nhân cách lớn, một cán bộ đảng viên mẫu mực" kiên trung bất khuất, một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm, một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách bác hồ kính yêu, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, suốt đời vì nước, vì dân, tận tụy, tận tâm, tận lực, tận hiến. Xin kính cẩn nghiêng mình, tri ân những công lao to lớn mà đồng chí đã công hiến và để lại cho đời. Nguyện học tập, noi gương đồng chí và các bậc tiền nhân, thề tiếp nối truyền thống một cách xứng đáng, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng như đồng chí hằng mong ước góp phần cùng cả nước vì cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh, hạnh phúc, cường thịnh. Xin gửi tới gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất. Ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 18 giờ chiều nay 25 tháng 7. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNEID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. Thưa quý vị và các bạn, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang trọng tại các cơ quan đại diện Việt Nam trải dài trên khắp các múi giờ, tất cả đều cùng bày tỏ niềm tiếc thương, dành sự tri ân với Tổng Bí thư trong sổ tang. Ngày 25 tháng 7, lễ quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào, trụ sở Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bắt đầu bằng nghi thức kéo cờ rủ. Các cán bộ nhân viên của văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào đã dành một phút mặc niệm bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã có những đóng góp to lớn và quan trọng cho việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng phát triển. Tại thủ đô Phnom Penh, đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia hôm nay đã treo cờ rủ, mở sổ tang tổ chức trọng thể lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney, Australia đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể cán bộ đang công tác tại cơ quan đại diện của Việt Nam tại thành phố Sydney và đại diện kiều bào đã đến tham dự lễ viếng. Toàn quyền Australia Sam cũng đến Tổng lãnh sự quán để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng ngày 25 tháng 7, đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với sự tham gia của toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện và gia đình cùng đại diện Việt kiều, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại các quốc gia này. Trước đó ngày 24 tháng 7 theo giờ địa phương, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Cuba đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở La Habana. Tháp tùng Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel còn có Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz các ủy viên bộ chính trị cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Tại lễ viếng, ông Miguel Diaz Canel khẳng định, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Trần là mất mát không gì bù đắp với nhân dân Cuba. Cá nhân ông và nhiều lãnh đạo cấp cao Cuba khác có mặt tại lễ viếng ở đại sứ quán đều đã có dịp gặp và làm việc với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đồng chí rất thân thiết, người anh em chí tình của nhân dân Cuba. Cũng trong ngày 24 tháng 7 tại Nam Phi, ông Soli Mapaila, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Pretoria viếng và ghi sổ tang chia buồn. Trong sổ tang, Tổng bí thư Soli Mapaila nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Nam Phi sẽ luôn ghi nhớ những đóng góp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, kế thừa nối tiếp truyền thống lịch sử đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại Mỹ, đại diện các cơ quan chính quyền Mỹ, ngoại giao đoàn, các hiệp hội, công ty và tập đoàn lớn cùng đại diện bà con Việt Kiều đã đến viếng và ghi sổ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Đại sứ quán Việt Nam tại Washington. Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an đã thống nhất triển khai sổ tang điện tử trên ứng dụng VNEID được kích hoạt tài khoản mức độ 2 để đồng bào, đồng chí chia buồn với gia đình Tổng bí thư. Để thực hiện, người dân làm các bước sau. Bước 1. Đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Bước 2. Ở màn hình trang chủ, nhấn, gửi lời chia buồn Bước 3, ở màn hình sổ tăng điện tử, điền tiêu đề và nội dung lời chia buồn. Bước 4, chọn nút xem trước để xem nội dung sẽ gửi đi. Bước 5, chọn nút gửi lời chia buồn. Trong thời gian qua, Bộ Công an đã phê duyệt trên 72 triệu tài khoản VNeID, triển khai nhiều tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng sẽ là kênh gửi gắm những tình cảm, tâm tư, bày tỏ nguyện vọng của người dân với lãnh đạo Đảng và nhà nước. Công an thành phố Hà Nội cho biết trong các ngày 25, 26 tháng 7, trên địa bàn thành phố diễn ra các hoạt động phục vụ lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, 11 tuyến đường sẽ thực hiện cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông. Các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang cũng sẽ bị hạn chế trên một số tuyến đường. Đối với các tuyến đường cấm, tạm cấm và hạn chế Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tổ chức công tác phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các tuyến. Theo đó, người dân tham gia giao thông cần theo dõi các thông tin để lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Hàn Quốc Han Tuck Su, Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh và Người có công Anseri là Rebiwa, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Aziz Dova. Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo các nước đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, truyền lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo các nước bày tỏ trân trọng đối với sự ủng hộ quý báu và những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước. Bày tỏ tin tưởng Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam đưa đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển, kế thừa những di sản quý giá mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại. Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành đến chính phủ và nhân dân và lãnh đạo các nước đã dành tình cảm đặc biệt đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như sát cánh cùng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong những giờ phút đau thương, thể hiện tình nghĩa gắn bó sâu sắc giữa Việt Nam và các nước. Chủ tịch nước cho rằng, giữa Việt Nam và các nước luôn chia sẻ sự tin cậy và tình hữu nghị là nền tảng để tiếp tục mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 72 về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 2 và chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở đất trong thời gian tới. Theo công điện vừa qua, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở một số địa phương đã làm ít nhất 5 người chết, 4 người mất tích và một người bị thương. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân, các gia đình người bị nạn, chia sẻ những khó khăn, mất mát của đảng bộ, chính quyền và người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ do bão số 2 và chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, ra soát, cập nhật hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn phù hợp với diễn biến thiên tai và điều kiện cụ thể của địa phương. Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả để giảm thiệt hại cho người dân chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ nếu xảy ra lơ là chủ quan trong lãnh đạo chỉ đạo dẫn tới thiệt hại về tính mạng của người dân